Minh xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2020. Trong video này mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Shoptool, hàng của Thụy Sĩ sản xuất. Đây chính là cái tô vít mà có thể gắn được nhiều đầu vô, rất là tiện dụng. Và đặc biệt thì những cái đầu nằm trong cái bộ combo này nó lại là hữu dụng, gần như mình sử dụng hết toàn bộ, không có bị dư thiếu bất kỳ cái đầu nào. Đầu tiên đây là cái phần nhựa, nó là phần nhựa cứng chịu lực, nhờ cái phần trên đây nó bằng nhựa luôn, cho nên chúng ta không thể nào dùng búa đóng, nó không phải là tô vít đóng. Nhưng mà cái thân thép từ dưới này nó làm liền mạch lên đến khúc trên luôn, cho nên cái lực siết của nó rất là tốt, cũng như là cái độ cứng của cái tô vít này rất là hoàn hảo. Ở trên đây nó có cho mình cái đầu lục giác 6.35mm. Thì tiếp theo ở trên đây nó có cho mình là 8 cái đầu này, nó làm nhắm nhắm nè, mình nắm này mình kéo ra, không có xoay ha, nắm kéo ra. Rồi chúng ta sẽ quan tâm nè, đây là cái đầu tô vít dẹp 6.25, tô vít dẹp 5.5 và tô vít dẹp 4 chấm. Đây là cái ba đầu tô vít dẹp rất là thông dụng. Tiếp theo là đầu pH, thì chúng ta có đầu pH 1 và đầu pH 2, cũng sử dụng tại dân dụng phổ biến luôn. Đây là cái đầu lục giác sao, nhưng mà không phải sao nhị, gồm có số 10TX, 15TX, 20TX. Còn việc lấy ra rất đơn giản, chúng ta nắm này chúng ta kéo ngược ra rồi chúng ta lấy, và khi để vô cũng vậy, đè nó vô rất là dễ xài. Về cái phần đầu trên đây, đầu trên đây thì nó dùng cái hít đó, rất là cứng luôn. Thực sự là nếu mà mình cố tình mình dứt ra để mình thay đầu thì nó mới được, còn bình thường trong quá trình mình siết mở vít á thì nó sẽ khó mà rơi ra lắm. Cái lực hít của nó rất là vừa phải và nó đã canh chuẩn rồi. Đây là cái tô vít vừa đẹp vừa rất là dễ xài trong công việc dân dụng. Hầu như tất cả cái đầu nó cho theo đều sử dụng hết, và đặc biệt nó sản xuất tại Thụy Sĩ, PB Shoptool, Shoptool. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc tới địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Còn không đơn giản hơn, chị có thể truy cập vào website shoptool.com.vn. Trong đó mình sẽ có rất là nhiều sản phẩm nhập từ Đức hoặc Thụy Sĩ, chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.